Đó, phải không? Người phục mở. Chà bá lửa. Người phục mở. Để từ đánh cho nó xuyên qua cái cục mỡ đó là lại lên nó nhìn thấy. Ai dạ. Cái ống này nó bị dốc ngược rồi nha. Trời ơi, lấy bộ 8 ly ra người ơi.
con này cứ nghĩ là được nhiều cầm ở đây ra lấy cái bánh đi để ra để lấy cái bánh đi ra để đi không đó đúng rồi để về đi để xuống để xuống để xuống ừ để nó đổ ra kìa. À, vậy. Nó chạy hết cáp á, nó cuốn nó cái nước, nước vô. Nó cuốn cái nước chạy ngược lại. Trời ơi. Đó đó. Trời ơi. Nó sẽ nhổ nó ra thế là đó. Đủ nó tắt mà nó tắt mà mang đi hút hút cái gì có gì đi rồi hút dài hết luôn ra đứng ngoài kia cái ống này nó dốc ngược nó lọc nước dễ bị đóng chứ nhà này mới mà ổng làm không có dốc sơ sơ là mới có 5 mét mấy á, 5 mét mấy á là thấy là nó đặt ống rồi ra đứng ngoài kia nữa mà có hơi đi hết cuộn dây này luôn là nó mới hút nước được. Ta đau bao tử mà mua thuốc hoa chữa làm sao hết bệnh. Qua chờ mà. Tốn tiền tiền thuốc. Đổ qua cá 8 phải không anh? Đó là con mình chứ. Hết bệnh nhá. Ok. Đổ qua cá 8 ly đánh cho nó nhanh nha các bạn. Cái chú mặc áo màu cam cam cà gót mà ngồi góc hướng 11 giờ mà các bạn đang nhìn thấy là chú Minh Vlog đó. Chú có một kênh rất là nổi tiếng. Kênh của chú là Lê Minh Vlog, các bạn vô là các bạn được xem rửa mắt. Không mê không lấy tiền. Không mê là không. Rồi. Đẹp vô đây coi nó đánh rồi người đẹp. Đâu rồi em ơi nghiện thuốc nghiện thuốc thu gì chưa xong ra xem mới đánh đánh luôn đấy.
vàng vàng ấy là mỡ đấy. Bích không phải xuyên qua đó đánh nhục mỡ nát ra luôn, nhìn thấy không, nhìn này chúng nó đánh nha, sạch cái đường ống này của mình nó không có độ dốc, thay vì nó xuôi ra như vậy thì nó đi nó bị bung bê, nó hơi bỏng cái khúc giữa thì dầu mỡ nó sẽ nổi lên, nó không có luồn qua đến cái khúc bỏng đó, nó không ra đường được thì sẽ nóng dài từ đó đi dài được. Từ đây ra đến chỗ khúc bỏng là 5 mét, bắt đầu từ 5 mét nó đóng dài. Cái ống của mình làm nó mới dốc, nếu mà đông lại thì mỡ nó nằm lại nữa. Là nó bị võng ngay cái chỗ của ngã ba nè, đây là cái chỗ của chén ra nè. Có cái đường cái chỗ của chén nè. Để dùng mỡ nó đặt ở luôn thấy không? Nó xài đồ kỹ thì kỹ không? Đúng rồi. Nhưng mà đổi là cũng phải đóng. Nhưng mà mình không là đâu, chứ là không phải hết. Rồi đó này nó tắt luôn đấy không? Tắt nó mình quan cái lỗ nó mới chảy. Người ở đâu, người ở đâu tới đây ở chứ đâu phải người đang gì anh. Đúng rồi, nghe tiếng là biết ngay không phải là người này. Có anh em bà con với công tử không? Ngồi xuống nha. Ngồi bỏ mặt. Đây rồi. Khép lại. Thôi ngồi đi. Có cái ghế kia nó kẹt để lấy đó. Chứ. Ừ, để điện lấy. Bạc Liêu ngày xưa là đất Bạc Liêu mà khổ quá, người ta thư này để làm không có tấm, người ta đổi trước đây, Bạc Liêu mang tiền đất đất.
Hôm trước thì xuống chơi ngồi lên cái lan can á, mà cái bốt rớt vào cái thùng rác luôn. Rớt vào thùng rác mà hôm ấy đông lắm, mình chạy xuống mãi với mẹ Nam Hải luôn. Mới sực nhớ cái bốt rớt á, quay trở lại mà tìm vẫn nằm trong thùng rác. Nếu rớt ngoài mất, rớt vào thùng rác luôn. Chạy xuống dưới tầng. Có nghĩa là ở dưới họ giàu quá, họ không thèm tới cái bóp luôn. Không có. Nó đớp vào cái mình ngồi mà vô tình nó đớp vào thùng rác. Thùng rác nó để phía sau của cái lan can đó. Mà vô tình nó đớp vào thùng rác đó. Thì đớp ngoài là gì? Công tử là công tử có gì đó, nằm đi làm đời giúp chứ. Mà bây giờ làm gì? Có mấy thằng bạn ở dưới mà. Nó ở lên quanh chỗ bờ sông á. Mấy ông bạn làm kênh YouTube không à? À nè, đó. Cái khúc này là hết hết võng nè. 10 mét. 10 mét rưỡi. Là nó hết bị võng. Nè, bắt. Cũng hết võng là nước nó chảy khô luôn, ống nó khô. Cái đường ống nó đang chạy xuôi vậy, nó bị võng xuống vậy, nó lên vậy, nó chạy là nè, đó, ở đây là nước thoát tốt rồi nè. Nước phía ngoài là nó rút. Là khô nè. Nước đang chảy ở ngoài nè, mà vô đến đây là nước động rồi. Nó động vậy nè, dòng mỡ đó thấy nó không? Nó liều bèo, nó đâu có trôi đâu, xả nước nãy giờ. Nó không có trôi được, nó mới đóng lại trong đó. Nước nó nằm lại. Chuyện này chừng 2 năm nữa, 1 phút nữa. Tao mong cho vài tháng là tới lần. Không muốn gặp gỡ cái cuộc tình này luôn á. Trời ơi, chết tôi. Dính cái con treo này. Bóc con treo này. Trời ơi, mới qua cái đoạn vọng cái là bị tiếp tục khúc nữa. Rồi, hai khúc nữa, hai khúc luôn. Chứ không phải một khúc nữa. Mới ở đây được 3-4 tháng gì. Ổng đổ thừa. Chắc người ta trước là sao, nó xài trước là bị sao. Thì đó, ổng đó ổng ở 1 năm rưỡi không bị gì. Tới giờ em báo ổng ngạc nhiên. Dạ. Không, khúc này trôi tiếp nè. Dạ. Hai khúc bị võng. Đại khái là người ta ăn ốc rồi bây giờ mình đổ vỏ đó. Có gì đâu mà. Rồi cái khúc đó rồi đó. Trời ơi, cái đường ống này nó đâu có dốc đâu, xong mà nó lên bờ xuống ruộng. Rồi khúc thứ ba. Đất ở đây nó mới làm, đất này đất ruộng nó làm, đất mượn không ạ. 6 mét. Mình xuống mình 7. Rồi cái ống. Ông mà đi như con lải. Lên xuống như đồ sống biển luôn. Em có nhắn tin chào của họ không? Không nước anh ở 1 năm rưỡi không tắt bao giờ. Nên khi em nói bị ngạt anh hơi ngạc nhiên. Tại vì chuẩn bị tắt anh đi. Anh nghĩ là do dầu mỡ rồi khi... Dầu mỡ em đừng xả xuống bồn mà cho cái chai bịch gì đó rồi hút trong thùng rác. Khi rửa chén nồi có dầu mỡ em chạm vào nước nóng. Kẹt cống đi nhưng chỉ là do dầu mỡ đó em. Không. Nhưng mà vấn đề là cống nước anh ở 1 năm nay em ở mấy luôn.
chảy ra, nó chảy ra. Nếu mà nó được chảy, nó được đủ độ dốc như vậy thì nó chảy ngon nè. Cô làm chảy thì ngon, cô làm rất đậm. Đó, đâm nước mới chảy ra thì làm sao mà thôi được. Nó được nằm nước lại lên rồi đó. Kéo về thôi. Đánh đâu, nó còn rồi mình đánh đó. Ông thả đại thả bừa. Rồi, đến đây rồi. Đến nơi rồi. Sàn làm giấy tờ là ống bị lỗi thôi. Ngủ người ta làm dở quá. Dạ. Xử lý xong hết sạch sẽ. Đó, chờ đậu luôn. Nước nó không có dốc được á. Dạ, chờ nước là nước. Nước. Rồi được rồi. Lần này con cậu xuống con tắm thoải mái đi. Dạ. Chuối đầu xuống dưới hú ga nó mới ghê. Cái đường ống như hình nón. Vâng.